Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là tiếp tục là mình chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm trồng bí hồ lô nha các bạn. Vì có một bạn tên là Hòa Kim đó, thì bạn này có bình luận trong kênh của mình đó. Thì bạn này tính trồng bí hồ lô nhưng mà bạn chưa có một cái kinh nghiệm nào hết. Thì hôm nay thì mình làm một cái video mình chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng bí hồ lô nó cơ bản mà nó đạt được cái năng suất ha. Thì trước khi mà trồng bí hồ lô các bạn thì mình nên biết mình chọn những cái giống nào để mình trồng. Vì hiện tại là trên thị trường nó có rất là nhiều giống. Ví dụ như là giống là đồng tiền vàng nè, rồi trâu vàng nè, rồi giống của Trang Nông nè, rồi Phú Nông nè. Và hiện tại mình đang trồng cái giống là Hưng Nông 368 ha. Thì theo cái kinh nghiệm mình biết á, thì mình nên trồng cái giống là đồng tiền vàng nha mọi người ha. Vì cái khả năng mà nó kháng bệnh á, thì nó sẽ tốt hơn những cái giống khác. Như hiện tại mình đang trồng cái giống mà Hưng Nông nè, cái khả năng mà nó kháng bệnh các bạn nó không có được tốt bằng những cái giống khác, nó hay bị thung đọt cũng như là cháy rìa lá nha mọi người ha. Ở đây mình có một cái dây bí là nó đang bị cháy rìa lá cũng như là thung đọt nè đó. Thì đó là về cái phần giống nha mọi người. Còn về cái phần hai á, là cái về là cái vật cái khoảng cách trồng. Cái khoảng cách trồng á, thì nó cũng rất là quan trọng. Thì bạn trồng bí hồ lô các bạn thì các bạn là nên trồng là từ 5 đến 6 tấc nha mọi người ha, cho một gốc nha mọi người ha. Từ 5 đến 6 tấc cho một gốc. Và mình sẽ lấy chèo của nó là từ 3 đến 4 chèo. Nếu như cái cây của mình sung á thì mình sẽ lấy là 4 chèo. Và cái cây của mình nó không sung á thì mình sẽ lấy là 3 chèo. Và mỗi chèo như vậy á là mình sẽ lấy là một trái nha mọi người. Và clip cách clip á các bạn là nó phải từ là 3 mét cho đến 3 mét rưỡi nha. Thì khi mà bạn trồng xa như vậy đó, thì cái khả năng mà nó quang hợp với các bạn và cái khả năng mà đậu trái ở trên cái dây bí của mình đó, thì nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà các bạn để clip nó mà nó quá gần á, mà những cái dây bí mà nó chồng chéo lên nhau các bạn, thì cái khả năng đậu quả của nó rất là thấp. Tại vì mà khi mà nó cái bông của nó mà nó không có đụng được cái ánh mặt trời các bạn, cũng như là nó không có là gặp những cái con ong các bạn mà để mà thụ phấn cho nó, thì cái khả năng mà nó đậu quả thì nó rất là thấp ha. Thì do đó thì mình trồng bí á, các bạn thì mình phải trồng cho nó thưa ra để cho cái bông nó chồi lên đặng cho nó thụ phấn được, hoặc là mình sẽ đi thụ phấn cho nó luôn. Thì cái thời gian mà thụ phấn cho nó thì tầm khoảng đâu là 8 giờ cho đến là 10 giờ nha các bạn. Thì cái trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn nên thụ phấn cho nó để nó đậu quả nó được tốt hơn. Thì đó là cái phần là chọn giống cũng như là cái phần là khoảng cách trồng. Và cái phần thứ hai nữa đó chính là cái phần là cắt đọt cho bí hồ lô nha các bạn. Thì ở một video trước thì mình đã có chia sẻ cho các bạn rất là kỹ rồi. Thì khi mà cái cây bí của mình các bạn mà nó được đâu là tầm 7 đến 8 lá thì mình sẽ tiến hành là mình ngắt đọt cho nó. Và mình tiến hành mình ngắt đọt là cái khúc ngắt của mình các bạn là nó phải cách xa cái chèo. Ví dụ như ngay chỗ cái ngón tay của mình đây nè. Ở đây là nó có một cái chèo nó chuẩn bị nó mọc ra phải không? Thì mình sẽ cắt đọt ngay cái khúc này nha mọi người ha. Là khi mà mình cắt đọt các bạn thì nó sẽ chảy mũ và nó thun vô một khúc luôn. Nếu như mà chúng ta bấm gần quá thì cái chèo chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng ha. Thì do đó là mình sẽ cắt đọt là ngay khúc này nha nha mọi người. Và mọi người chú ý giúp mình là nên sử dụng kéo để cắt ha. Chúng ta đừng có bấm bấm bằng tay. Bấm bằng tay thì cũng vẫn được thôi, nhưng mà mình sẽ dùng kéo thì cho nó có cái độ sắc nha mọi người. Thì đó là cái phần là bấm đọt ha. Thì các bạn có thể là xem lại ở cái video trước của mình chia sẻ cho bạn rất là kỹ luôn. Và về cái phần thứ hai nữa đó, đó chính là cái phần là đi phân ha. Thì đi phân thì nó có hai dạng. Một dạng đó là bạn đã bón lót, thì có nghĩa là khi trồng thì mình sẽ bón lót ở hai bên mép clip của cái dây bí nha các bạn ha. Mình bón cái phân 20 15 và cái phân là canxi bo, mình trộn lại là thành phần là 73, 20 15 là 7 và canxi bo là 3. Mình trộn là mình bón ở hai bên mép clip và mình bón nó hơi đậm một tí. Và đến cái ngày mà nó ra qua các bạn, mà nó chuẩn bị ra quả thì mình sẽ bón thúc cho nó, hoặc là mình sẽ bón định kỳ cho nó. Thì bón định kỳ ở đây các bạn là khi cây của mình nó khoảng được là 10 ngày tuổi thì mình sẽ bón cái phân 20 15 cho nó nha mọi người ha. Và mình rồi cứ cứ cách một tuần như vậy á, là mình sẽ bón cho nó là một lần, và mình bón cho nó đến khi mà nó có trái luôn. Cái đó là bón phân theo định kỳ. Còn cái phần
Mà sau thuốc các bạn mà khi dây bí của mình mà nó bị có những triệu chứng như là sương mai nè, rồi nứt dây nè, rồi rồi thung đột này này, các bạn nói chung là mình không biết nó bệnh gì, nhưng mà các bạn cho mình là năm cái loại thuốc này để phòng cho nó ha. Rồi thì mình xin quay qua bên cái phần bên đây ha, cái cây bên đây là nó đang bị có triệu chứng là vàng lá nè, cũng như là nó thâm cái lá lại ha. Đó thì chia sẻ cho bạn là năm cái loại thuốc ha. Thì cái thuốc đầu tiên mà mình xịt ở cái cử đầu tiên cho nó ha, là khoảng đâu là 10 ngày tuổi là mình xịt độc nhất cái thằng Mad Hero cho mình ha. Thì cái loại thuốc này là nó chuyên về bệnh sương mai ha. Rồi cách một tuần sau, có nghĩa là từ 6 đến 7 ngày đó các bạn, thì mình sẽ xịt cho nó cái cử thứ hai, đó là Cariotop. Nó thì đầu tiên là xịt Mad Hero, cái cử thứ hai là mình sẽ xịt là Cariotop ha. Và cái cử thứ ba cho nó là khoảng một tuần sau nữa đó, thì mình sẽ xịt là Antracon nha các bạn. Antracon ha. Rồi tiếp tục là một tuần sau nữa thì mình sẽ xịt cho nó là cái thuốc là Aleate nha các bạn. Aleate. Cái thuốc Aleate này là nó chuyên về cái thối gốc đồng. Thì nó sẽ chống được cái bệnh như là lở cổ rễ cũng như là nứt dây nha mọi người. Thì mọi người có thể là xịt cái loại này ha. Và đặc biệt riêng cái thằng Aleate là mình sẽ không có phối được những cái dòng thuốc khác ha. Nó xịt độc nhất là chỉ có một mình nó thôi, nó với thằng Mad Hero nha mọi người. Và cái loại thuốc thứ năm mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái loại thuốc là Isurang ha. Nó thì năm cái loại thuốc này thì các bạn cứ thay phiên mà các bạn định kỳ các bạn xịt cho nó ha, thì nó sẽ phòng được những cái bệnh như là thâm lá nè, rồi rồi bị ảnh hưởng của bọ trĩ các bạn, nói chung là rất là nhiều loại bệnh luôn. Thì các bạn cứ thay phiên mà các bạn xịt thì nó sẽ rất là hiệu quả trên cái những cái dòng mà lá nhám nha mọi người. Còn nếu như mà trong trong cái trường hợp mà nó bệnh mà nó khá nặng các bạn, thì mình sẽ kết hợp mình thuốc lại mình trồng mình xịt nó. Ví dụ như mình có thể là sử dụng thằng Antracon nè với thằng Cariotop nè, mình xịt cho nó ha, thì cái hiệu suất thì nó sẽ tăng lên. Chỉ riêng cái thằng Aleate với Mad Hero á, là mình sẽ không có phối được hai thằng đó, là mình xịt nó độc nhất luôn. Còn riêng về sau các bạn, mình sẽ nói về riêng về các phần sau. Thì khi mà mình bị những cái loại sâu á, thì mình có thể là mình xịt như là Vitaco nè, hoặc là rề va thông của công ty là Du Bông ha. Nó thì cái hàng rề va thông này á, thì nó có hai loại nha, của công ty Du Bông và của công ty là Syngenta. Nó thì nó có là hai hãng luôn, nhưng mà hãng nào thì mình xịt cũng được nha mọi người ha. Và các bạn lưu ý á, thì khi mà mình trồng bí á, thì các bạn nên né những cái loại thuốc mà có ký hiệu là EC ha. Những cái ký hiệu EC mà nó tầm 25 EC á, thì mình có thể là mình xịt được, nhưng mà nó hơn là 25 EC á, thì các bạn nên không nên xịt ha, thì nó sẽ tốt cho cây bí mình hơn. Nếu mà các bạn xịt nhiều quá thì nó sẽ bị vàng lá ha. Nó như cây bí này mình đã xịt rồi nha các bạn ha, nhưng mà nó vẫn bị nha các bạn, do mình trồng cái giống của nó là giống là Hưng Nông 368, cái khả năng mà nó phòng bệnh nó cũng rất là thấp. Nó còn như ở bên đây thì mình trồng mình thấy nó tốt hơn nha mọi người. Đó thì hôm nay là mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn là hoa kim đó, thì bạn có thể là xem cái video này để các bạn áp dụng trồng ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.